Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh review du lịch 4.0 mà mình là Phúc Anh. Và sáng nay thì mình đang có mặt trên Hồ Thào để săn mây. Hồ Thào Sapa là điểm săn mây vô cùng lý tưởng và cũng là điểm du lịch còn khá mới lạ so với nhiều người. Nhưng cũng chính vì thế cảnh đẹp nơi này còn giữ được nét hoang sơ và nguyên bản. Và đặt chân từ đây bạn sẽ có cái nhìn thật khác so với những gì bạn thường thấy ở thị trấn Sapa. Sapa này sẽ không có cáp treo như chặng leo núi Phan Xipang với hàng chục thắng cảnh nhân tạo, cũng không có nhiều góc sống ảo tận trời mây hay là cảnh tàu hỏa leo núi, cũng không có sự sầm uất như khi bạn đến thăm bản Cát Cát. Hồ Thào là một xã thuộc thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai và người dân ở đây sống đa số là người dân tộc Mông. Tuy cuộc sống của người dân ở đây còn rất khó khăn, nhưng họ đã có một may mắn là được sinh ra tại một vùng đất vô cùng là tuyệt đẹp. Và để đi đến Hồ Thào thì xuất phát từ thị trấn Sapa có rất là nhiều cung đường để bạn check-in để bạn đi tới bản. Bạn có thể đi từ Sapa xuống Ý Linh Hồ, Lao Trải San, Tả Van, Rừng Trúc, Sử Bán, Hồ Thào. Cung đường này sẽ đi qua hầu hết các điểm ở Sapa nên rất thích hợp cho những bạn trẻ nào thích khám phá. Và đường đi tới đây thì không có gì khó khăn nhưng rất khó tìm. Vì vậy, để chuyến đi bạn thêm suôn sẻ và tốt nhất, bạn hãy tìm thêm sự giúp đỡ của những người hướng dẫn viên địa phương. Và trong mùa đông giá rét thì bạn hãy chọn hình thức là đi taxi cho ấm. Còn nếu bạn chạy xe máy thì hãy tìm cho mình thêm những áo ấm, găng tay, mặc kín vào nha. Bởi vì mùa mây thì rất là lạnh và mùa mây xuất hiện rất là nhiều vào mùa đông. Cái gì ạ? Hầu Chinh à? Và đây là điểm Hầu Chinh à? Một địa điểm check-in săn mây. Các bạn nhìn thấy nhá. Đây các bạn nhìn thấy, đây là một biển mây. Ngày hôm nay thì một ngày săn mây rất là thành công. Thì thường thì nói thật là kinh nghiệm săn mây thì cũng chẳng có gì nhiều. Cái chính là các bạn có người tại một cái địa điểm săn mây đó để khi nào mà có mây cả thì được gọi lên. Nhưng mà kinh nghiệm du lịch thì đâu phải là ai cũng đi là săn mây được liền. Tuy nhiên là kinh nghiệm mình là ví dụ 2-3 ngày liền nhau mà đều có biển mây á, thì xác suất ngày thứ 3 các bạn lên, ngày thứ 3, ngày thứ 4 lên thì sẽ có mây tiếp. Đó, 2-3 ngày trước đều có mây rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình dậy sớm hơn để đi săn mây. Thì săn mây ở vùng Tây Bắc thì nó rơi vào khoảng 7 giờ sáng các bạn đi là được rồi. Không cần dậy quá sớm đâu. Tại vì Tây Bắc bình minh nó xuất hiện từ 7 giờ đến 8 giờ sáng cơ. Mình lên tại vì mây mù, trời cao, mãi mới thấy mặt trời. Và biển mây rất là đẹp. Và Hầu Thào chính là một địa điểm cao hơn cái thung lũng, cái thị trấn Sapa. Thế nên là các bạn lên đấy thì nhìn toàn cảnh. Mình đã quay flycam rồi, các bạn nhìn đấy, cảnh rất là đẹp. Thực sự rất tuyệt vời khi mà các bạn cảm giác mây nó luồn vào núi. Phê lắm các bạn, cực kỳ phê. Đó. Thì bây giờ nó cũng là 8 giờ thì bắt đầu cái mây nó sẽ tan đi và nó đẩy cao lên. Chỉ một là các bạn có thể lên điểm cao hơn nữa để ngắm mây, còn không thì đi sớm hơn, như vậy thôi, rất là tuyệt vời. Một lần nữa thì Phúc Anh cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo, những địa điểm check-in tiếp theo. Vâng, các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.